Thì cái nguyên tắc điều trị sốc của mình, thứ nhất là nhận biết nhanh chóng sốc ha. Thứ hai là điều trị các tình huống cấp cứu nếu có. Thứ ba là phải nhanh chóng phục hồi túi máu mô. Thứ tư, điều trị các biến chứng cho sốc. Và thứ năm là điều trị nguyên nhân gây sốc. Mục tiêu điều trị của mình là thứ nhất là tối ưu hóa cung cấp oxy cho mô. Thứ hai là cân bằng cung cầu sử dụng năng lượng của mô. Thứ ba là phục hồi túi máu mô bình thường. Thứ tư là hỗ trợ chức năng cho các cơ quan. Và thứ năm là ngăn ngừa diễn tiến tới ngừng tim. Thì như vậy, đầu tiên là tối ưu hóa cung cấp oxy cho mô. Thì câu hỏi là làm cách nào tăng cung cấp oxy cho mô? Thì rõ ràng như các bạn biết là cái công thức hồi nãy ha. Cái công thức DOC bằng Q nhân HB, HB nhân K nhân cho độ bão hòa oxy mô máu. Thì thứ nhất mình có cách nào, thì cái Q là cái cung lượng tim á, thì mình có cách nào? Thứ nhất là tăng tiền tải. Thứ hai là tăng sức co bóp cơ tim. Thứ ba là tăng nhịp tim. Và thứ tư là giảm giảm hậu tải. Thì người ta nói là sao? Tiền tải tăng có thể được, sức co bóp cơ tim tăng ít hiệu quả, bởi vì đáp ứng sức co bóp cơ tim, dự trữ chức năng sức co bóp cơ tim của em không có nhiều. Tương tự tần số tăng sức tăng cái tần số co bóp cơ tim lên cũng không hiệu quả, bởi vì nhịp tim ở những đứa nhỏ, chẳng hạn như dưới 1 tuổi đi, nhịp tim bình thường nó không, nó phải khoảng 140 rồi ha, khi sốc nó có thể lên đến 160. Thì thực ra thì cái ngưỡng 140, 160 thì nó là gần như là giới hạn tối đa của một quả tim có thể đập, nhanh hơn nữa cũng không nổi. Trên cái việc mà điều trị sốc mà mình tăng cái nhịp tim để tăng công lượng tim thì thường là kém hiệu quả, giảm hậu tải, rất nhiều rủi ro. Bệnh nhân có thể đang sốc, tụt áp mà tự nhiên mình còn làm giảm hậu tải, hay là giảm sức co, giảm co móc, giảm cái co mạch ngoại biên nữa, để làm dụ tụt huyết áp nặng hơn nữa, rất nhiều rủi ro ha. Truyền máu thì cái chỉ định truyền máu này để tăng hemoglobin đây, thì nếu như mà nó có thiếu máu thì mình truyền thì hợp lý, nhưng nếu nó không thiếu máu mình truyền máu thêm cũng không làm được gì, kém hiệu quả. Tăng độ bão hòa oxy máu bằng cách là cho thở FiO2, thở oxy hay gì đó, thì cái việc đó thì có thể có hiệu quả, nhưng mà hiệu quả nó gấp phần trong cái việc mà cải thiện cung cấp oxy máu cho mô này không đáng kể ha. Và cuối cùng là tăng, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái mình có khả năng thực hiện, đó là tăng sức co bóp cơ tim và tăng tiền tải. Và hai cái này thì đánh giá hiệu quả, làm sao để biết có hiệu quả hay không cũng rất khó. Như vậy tóm lại, đánh giá điều trị sốc mình thì có khả năng làm được gì? Thứ nhất là mình có thể sử dụng những thuốc vận mạch tác động lên sức cản ngoại biên và hoặc sức co bóp cơ tim, tối ưu tiền tải bằng cách truyền dịch hoặc truyền máu, tối ưu cái nồng độ hemoglobin bằng cách là truyền máu ha. Và cuối cùng là tăng oxy máu động mạch bằng cách là cho bệnh nhân cung cấp oxy cho bệnh nhân hoặc là thao bệnh nhân thở máy. Thì đó là những cái mà mình có thể can thiệp được trong cái cơ chế bệnh sinh của sốc. Thì đó là cái cơ sở mà tại sao sốc thì mình cứ phải cho thở oxy, sốc thì mình truyền dịch này nọ, thì đó là cái cơ sở của mình. Nhưng mà cụ thể vô từng cái, thứ nhất là về tư thế, thì tại sao mình lại nói tư thế ở đây? Nếu như mà những đứa trẻ nó có huyết động học ổn định, tức là nó không có tụt huyết áp gì hết, nó chỉ có nhịp tim nhanh, hơi giảm túi máu da chút xíu và nó có hơi lừ đừ chút xíu gì đó, thì mình có thể cho trẻ nằm tư thế thoải mái nhất. Chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn là mình có thể cho nó nằm trong lòng mẹ nếu nó chịu nằm yên trong lòng mẹ. Chứ còn nó nằm trong lòng mẹ mà mình cứ bắt nó nằm ra giường, bắt nó nằm đầu bàn mà huyết áp nó chưa có tụt hay gì, nó chỉ có hơi túi máu thôi, thì vô tình mình nó khóc nhiều lên thì nó lại mệt thêm, và vô tình nó sẽ làm tăng tiêu thụ oxy mô hơn nữa. Nhưng những đứa mà bắt đầu có tụt huyết áp, những đứa mà nó bắt đầu có giảm túi máu oxy cho các cơ quan quan trọng, trong đó bao gồm có não là cái quan trọng nhất, thì mình bắt buộc phải cho nó nằm đầu bàn ha. Nếu như mà không gây nặng hơn tình trạng siêu hấp, cái chỗ này phải nhớ thêm cái câu là nhớ nhớ cái câu là không gây nặng hơn tình trạng gây siêu hấp. Tại vì sao? Tại chẳng hạn như trong những đứa suy tim cấp có phù phổi, nó vừa có tụt huyết áp luôn mà mình cho nó nằm đầu bàn, thì những cái thằng phù phổi nó nằm đầu bàn là nó sẽ tụt SpO2, nó thiếu oxy máu mô nặng hơn nữa. Cho nên những tình huống đó nếu như mà có tụt huyết áp nhưng mà bắt buộc vẫn phải cho nằm đầu cao ha. Đó là về tư thế. Cái thứ hai là về điều trị là phải cầm máu. Là sao? Có nghĩa là nếu như mà một cái đứa nó vô mà sốc, giảm thể tích hay gì đó do mất máu, thì chắc chắn nếu mình thấy máu nó chảy xối xả
thì mình phải làm sao đó mình cầm được máu, chứ cho dù em có điều trị bằng cái gì đi chăng nữa mà em không cầm máu cái chỗ vết thương đang chảy máu thì điều trị nó cũng chết quá hết. Thì điều trị cầm máu thì có thể là bằng ép nó vết thương nhẹ, còn nếu mà vết thương lớn chảy máu xối xả gì đó thì mình có thể sẽ phải sử dụng garo ha. Rồi cái thứ ba là tối ưu hóa oxy cho mô, như nãy đã trình bày cho bệnh nhân thở oxy. Thì theo khuyến cáo của các cái hiệp hội điển hình là của sepsis campaign á, thì người ta sẽ phải kêu là cung cấp oxy ở lưu lượng cao, có nghĩa là FiO2 từ 60 trở lên. Thì thật ra còn trong phác đồ của mình á, thì các bạn sẽ thấy là người ta chỉ khuyến cáo là cho thở oxy cannula thôi. Thiệt ra cái nào cũng thực tế thì trên lâm sàng, tại oxy cung lượng cao vậy thì mình không phải có sẵn, trên trong bước thời gian ban đầu mình cho nó thở oxy cannula là hợp lý ha. Nhưng mà về nguyên tắc thì mình phải đảm bảo oxy cung cấp cho cơ thể là cho oxy hóa máu là đầy đủ ha. Cái thứ hai nữa là tối ưu hóa oxy máu động mạch thì có thể là phải truyền máu, có nghĩa là chẳng hạn như là bệnh nhân có hemoglobin dưới 10 trong sốc nhiễm trùng hoặc là HCT dưới 30% thì các bạn phải truyền máu và duy trì hemoglobin ở khoảng từ 10 trở lên, là từ 30 phần HCT từ 30% trở lên để đảm bảo có đủ hemoglobin vận chuyển oxy tới mô ha. Cái thứ ba nữa, cái việc mình còn làm thứ ba đó là thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch lớn. Đường truyền tĩnh mạch ở đây là các bạn mình phải nhắc lại là phải là đường truyền tĩnh mạch lớn nha. Tại sao hai đường truyền và tại sao phải lớn? Thứ nhất là đường đường truyền thứ nhất là sẽ là chảy dịch. Đường truyền thứ hai sẽ phải sử dụng thuốc kháng sinh hoặc là các thuốc vận mạch gì đó nha. Và thứ hai là cái đường lớn và phải bằng kim lớn, tại vì những cái kim nhỏ đối với những trường hợp mà các bạn chảy lượng dịch nhanh và nhiều, những đứa 20-30 kg mà chảy trong vòng 15 phút, 20 đến ký là phải 600 ml mà chảy trong vòng 15 phút với cái tốc độ rất cao, thì những cái ven ngoại biên thứ nhất nó chịu không nổi, những cái ven nó sẽ rất dễ gây vỡ ven và hư cái đường ven đó, cho nên bắt buộc phải lấy những cái đường truyền lớn để chảy dịch. Thứ hai là nếu như mà những đứa mà nó có chỉ định cân nhắc sử dụng các thuốc vận mạch thì các bạn nên sử dụng các ven lớn gần ven trung tâm, hoặc tốt nhất là phải có ven trung tâm để chạy thuốc vận mạch, tại vì những cái thuốc vận mạch này, bản thân các thuốc mạch cái tên nó là vận mạch, có nghĩa là hầu hết các thuốc nó sẽ có tác dụng gây co mạch máu, mà nếu mà các bạn truyền vào những tĩnh mạch nhỏ thì những cái mạch máu nó sẽ co lại quá mức và nó gây thiếu máu nuôi, và tệ hơn nữa là thoát mạch gây hoại tử cái vùng tim đó, cái vùng cái ven đó, cho nên tốt nhất là các bạn phải có những cái mạch máu lớn để các bạn làm, để các bạn truyền dịch và truyền các thuốc vận mạch ha. Thì cái hình kế bên là các vị trí tích tĩnh mạch trung tâm mà có thể thường thực hiện, có thể là ở tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh hoặc là tĩnh mạch đùi. Thì trong đó cái tĩnh mạch đùi là được khuyến cáo thực hiện nhất, tại tĩnh mạch dưới đòn và tĩnh mạch cảnh nó khá sát so với lại phổi, có khả năng gây tràn khí màng phổi nó vô tình chọc chúng ha. Và còn một cái nữa thì gần đây nó cũng khá phổ biến, đó là thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ đường ngoại biên BICC ha. Và cái chỗ IO này là gì? Cái đường chỗ IO này là qua thiết lập đường truyền tủy xương. Nếu như mà sau 2 phút mà các điều dưỡng hoặc là cá nhân em luôn, em chích đủ kiểu hết mà không lấy được cái ven nào hết, thì trường hợp cứu cánh nhất là các bạn sẽ phải chích đường truyền tủy xương. Thì đây là một trong những cái biện pháp mà nó sao ta cứu cánh, nghĩa là không có đường truyền nào hết thì chỉ còn có cách thiết lập đường truyền tủy xương. Thì cái cách thiết lập đường truyền tủy xương như thế nào thì các bạn chắc các bạn vui lòng đọc thêm trong quyển sách phác đồ ha. Thì thực ra cái thiết lập tủy xương này có hay gặp không, thì câu trả lời là rất hay thường gặp, tại vì những cái đứa cũng phải hay thường gặp nữa, mà nói chung là cũng tùy tay nghề của điều dưỡng và tay nghề của bác sĩ, nhưng mà những cái đứa mà nó sốc nặng á, thường mạch máu nó sẽ co lại hết, thường rất khó thấy ven, và có thấy ven đi chăng nữa thì lấy cũng rất khó, cho nên đôi lúc thiết lập đường truyền tủy xương là một biện pháp mà cứu cánh duy nhất cho bệnh nhân. Thì thiết lập đường truyền tủy xương thì thật ra thì có nhiều vị trí có thể thiết lập đường truyền tủy xương, nhưng mà thường gặp nhất là ở đầu trên xương chày ha. Thì là cái vị trí của nó là từ 1 đến 3 cm phía trước trong của lồi cũ chày ha, tại cái hay hình hay còn mình hay còn nói là trên cái mặt phẳng của cái xương chày, hay mà từ dân gian mình hay thường gọi là ống khuyển á ha. Rồi thì cái kỹ thuật làm như thế nào các bạn về các bạn sẽ đọc thêm trong quyển sách phác đồ của mình. Thì tất nhiên là ngoài ngoài cái vị trí đó ra, người ta cũng khuyến cáo có thêm một số vị trí khác, các bạn về đọc thêm trong cái slide này ha. Thì đây là cái hình minh họa thiết lập đường truyền tủy xương ở vị trí đầu trên xương chày. Rồi cái điều trị tiếp theo thì sau khi lấy được ven thì mình sẽ truyền dịch hoặc là truyền máu tùy theo bệnh cảnh của bệnh nhân, nó là bị cái gì. Chẳng hạn một cái đứa sốc giảm thể tích do tiêu chảy cấp, mất nước nặng đi, thì khi đó mình truyền dịch là cái việc đương nhiên đúng không, nếu nó không có bệnh nền gì hết thì nó sẽ không có thiếu máu. Nhưng mà chẳng hạn như trong trường hợp bệnh nhân chấn thương, đa chấn thương, mất máu ồ ạt do sốc thì cũng là sốc giảm thể tích,
Thì những trường hợp đó thì mình sẽ phải truyền máu, đó là cái việc nói chung là giống là cái việc logic, rất rất là logic mình phải làm rồi ha. Tuy nhiên thì trong những trường hợp ban đầu chẳng hạn nó vô tai nạn đa chấn thương với mình thì mình mới đầu mình cũng làm gì có máu liền, đâu máu đâu ra sẵn mà truyền cho bệnh nhân. Trên những trường hợp đó ban đầu thì mình có thể truyền bằng dịch, bằng dịch được, nhưng mà sau đó bắt buộc sẽ phải truyền máu sau đó ha. Thì tại sao mục tiêu của mình là truyền dịch, thì như hồi nãy đã trình bày trong cái nguyên tắc mà mình điều trị á, thì mục tiêu truyền dịch của mình là để đối là để tối ưu tiền tải ha, đảm bảo tiền tải đầy đủ. Rồi thứ hai nữa là cái lượng dịch và loại dịch cũng như là tốc độ truyền thì tùy vào loại sốc. Chẳng hạn sao sốc nhiễm trùng người ta khuyến cáo đổ 20 ml trong vòng 15 phút như nãy bạn trình bày. Trong sốc tim thì như hồi nãy bạn hỏi, hơn trong sốc sốt xuất huyết đi, người ta khuyến cáo 20 ml trên giờ hoặc là trong 15 phút, tùy theo cái mức độ nặng của sốc xuất huyết. Nếu là sốt huyết đang gây nặng sẽ phải truyền trong vòng 15 phút, còn nếu mà sốc huyết đen không thì mình sẽ truyền trong vòng 1 giờ. Thì như vậy là cái tốc độ truyền nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ nặng và loại sốc của bệnh nhân. Còn chẳng hạn như trong sốc tim thì cái câu hỏi này của bạn là truyền 5 đến 10 ký trong vòng 20 đến 30 phút có hay không, thì câu hỏi đó cũng tùy tùy là em đánh giá trên lâm sàng cái đứa này preload nó đã đủ hay chưa. Mắc rồi. Alo, sorry các bạn nha, tự nhiên nó bị hết pin. Anh nói các bạn nghe có được không vậy? Dạ được anh ơi. Ừ rồi thôi vẫn tiếp. Tại vì sorry các bạn, hồi nãy mấy anh nói bị hết cái bực. Rồi, thì cái câu trả lời mà cho cái câu hỏi hồi nãy của bạn á là như vậy thì mình có truyền dịch ở sốc tim hay không, thì cái đó thì câu trả lời cũng sẽ phải là phụ thuộc vào tình trạng em đánh giá preload nó đã đủ chưa. Người ta hay thường nói trong sốc tim á, là không phải là không được truyền dịch, mà là các bạn có thể được truyền dịch nhưng với điều kiện là các bạn phải chắc chắn là cái tiền tải nó vẫn chưa đủ. Tại sao? Tại khi mà các bạn đổ dịch vô quá nhiều cho một quả tim mà nó không đủ sức co bóp á, thì lượng dịch đó nó sẽ ứ lại và nó sẽ gây nặng hơn tình trạng suy tim của bệnh nhân, mà biểu hiện trên lâm sàng là thường nó vô nó phù phổi ha. Cho nên các bạn trong suy tim có quyền được đổ dịch, và đổ dịch ở đây thì người ta thường hạn chế đổ 5 đến 10 ký trong vòng khoảng 30 20 đến 30 phút, chứ không có đổ mạnh bạo như trong sốc nhiễm trùng ha các bạn. Rồi trên câu chơi các bạn hồi nãy có xài không, thì câu chơi là có, nhưng mà xài trong trường hợp nào phải tùy theo đánh giá lâm sàng tùy lốt có đủ hay chưa. Rồi trong sốc các bạn sẽ có hai loại dịch, giới thiệu hai khái niệm, thứ nhất là dịch tinh thể và thứ hai là dịch keo, hai hình đó crystalloid solution với colloid solution ha. Thì loại dịch nào dùng trong trường hợp nào các bạn sẽ cũng phải là tùy theo loại sốc. Chẳng hạn sốc xuất huyết đen ban đầu xài dịch tinh thể rồi về sau sẽ chuyển qua dịch keo,
Còn cơn sốc nhiễm trùng thì hoàn toàn không có vai trò của dịch keo luôn. Thì tại sao lại như vậy? Thì sẽ tùy loại sốc, các bạn sẽ phải đọc cái bài của mỗi loại sốc, nó sẽ có lý do là tại sao dịch này xài được trong sốc này, dịch kia không xài được trong sốc kia. Và một cái vấn đề anh phải nhấn mạnh nữa là các bạn phải sau mỗi liều các bạn truyền dịch, các bạn phải đánh giá sát, phải theo dõi sát sau mỗi liều truyền dịch. Tại sao? Tại vì thứ nhất, các bạn đổ dịch vô cho bệnh nhân thì lượng dịch đó nó có, thứ nhất, có giúp cải thiện được cái cung lượng tiêm cho bệnh nhân hay không. Chứ giờ các bạn nhắm mắt nhắm mũi các bạn đổ vô mà cung lượng tiêm nó càng ngày càng tệ thì như vậy các bạn đổ vô là vô ích ha. Và thứ hai, cái lượng dịch này các bạn đổ vô nó có bị quá tải cho bệnh nhân hay không. Chẳng hạn biểu hiện quá tải đây là gì? Chẳng hạn là bệnh nhân các bạn đổ vô, hồi đổ dịch vô khoảng 2-3 liều 20 ml trong 15 phút, xong các bạn khám là các bạn thấy bệnh nhân bắt đầu nghe ran ẩm, bắt đầu thấy gan to, tĩnh mạch vỡ nổi, thì đó là những cái dấu hiệu rõ ràng của quá tải. Thì như vậy mình phải biết đường để mà mình ngưng dịch, chứ đổ nữa là bệnh nhân sẽ vô phù phổi ha. Cho nên khi đó các bạn phải lưu ý, mỗi khi truyền dịch sau mỗi lần bolus dịch thì các bạn đều phải đánh giá lại, đánh giá lại với bệnh nhân xem là bệnh nhân có quá tải hay không. Và thứ hai là nữa là tình trạng sốc của bệnh nhân có cải thiện đối với truyền dịch hay không ha. Thì đó là cái vấn đề truyền dịch và truyền máu. Cái vấn đề thứ ba nữa là sẽ phải sử dụng các thuốc vận mạch. Thì các cái thuốc vận mạch này người ta ví giống như là gì? Giống là các bạn co một cái ống nước lại vậy đó, co một cái dây cao su, cái ống cao su lại để các bạn nâng huyết áp lên. Thì để mà một cái dây đó các bạn dùng cái gì đó, cái ống cao su các bạn dùng cái gì, các bạn co lại có hiệu quả thì nó phải có nước trong đó thì nó mới có tăng được huyết áp. Chứ giả sử như mà các bạn co một cái ống cao su mà nó không có nước gì ở trọng hết, nghĩa là tiền tải dịch nó không có thể tích tuần hoàn không có đủ á, các bạn có co lại thì cũng vô ích, huyết áp nó cũng không lên ha. Thì giới thiệu qua về các thuốc vận mạch thì mình sẽ có bốn nhóm thuốc vận mạch chính. Đó là các thuốc tăng sức cơ bắp cơ tim, các thuốc ức chế phosphodiestera, các thuốc giãn mạch và các thuốc co mạch. Thì mỗi nhóm thuốc này sẽ gồm có một đống thuốc, thì cái cơ chế cũng như cái tác dụng ở này, cái bản này chỉ là tóm tắt cái tác dụng thôi ha. Thì các bạn sẽ phải coi lại trong lý thuyết, trong các quyển sách dược lý, dược động học gì đó để coi là coi mỗi nhóm thuốc này nó có tác dụng như thế nào lên trên sức cơ bắp cơ tim và hiệu quả của nó như thế nào, khi nào mình xài, khi nào mình không xài, khi nào mình xài nhóm này, khi nào mình không xài nhóm kia ha. Thì nói chung là cái nhóm thuốc vận mạch mục đích mình xài là để tác động lên sức cơ bắp cơ tim và hoặc tác động lên trên sức kẽ ngoại biên, mục đích là để duy trì huyết áp, mục đích là để tối ưu sức cơ bắp cơ tim ha. Đó là cơ sở để mình xài thuốc vận mạch. Một cái nữa cần phải làm đó là gì? Điều chỉnh các rối loạn và giảm nhu cầu oxymo. Thì giờ trước mắt giảm nhu cầu oxymo lại có gì? Chẳng hạn là bệnh nhân sốt, thì các bạn biết ha, sốt là một cái phản ứng tăng nhu cầu chuyển hóa của cơ thể. Thì nó đã sốc rồi, nó đã giảm túi máu oxy cho mô rồi, mà mình còn phải để cơ thể nó tăng cái nhu cầu chuyển hóa lên nữa thì không nên. Cho những đứa sốc phải hạ sốt cho nó tích cực ha. Thứ hai, nếu như mà mấy đứa này nó có nhiễm trùng, thì chẳng hạn nhiễm trùng gây sốt gì đó thì phải giải quyết ổ nhiễm trùng cho nó, tại nhiễm trùng là một trong những yếu tố nguy cơ gây stress ha. Thứ ba, bệnh nhân khó thở, chẳng hạn viêm phổi, thì viêm phổi mà những cái sốc nhiễm trùng thường là viêm phổi rất nhiều. Thì những trường hợp đó nó khó thở mà các bạn biết hầu hết hình như là 25-30% nhu năng lượng sử dụng khi nghỉ ở người mình bình thường á là sử dụng cho mỗi việc là thở mà bây giờ nó còn thở mệt nữa trong một cái đứa mà giảm cung cấp oxymo. Cho nên mình sẽ phải giải quyết vấn đề khó thở cho bệnh nhân. Giải quyết sao? Người ta nói sao? Chăm sóc nên đặt nội khí quản sớm nếu bệnh nhân có biểu hiện tăng công thở. Thì đặt nội khí quản là thở máy á, thì để cho máy nó bơm cho bệnh nhân thở, cho bệnh nhân khỏi mất công thở ha. Thì đó là một trong những cái biện pháp là để điều trị hỗ trợ sốc. Cho nên chăm sóc các bạn thường thấy mấy anh chị đặt nội khí quản rất nhanh, rất lẹ, rất sớm. Thì lý do là như vậy. Cái nữa là đau hoặc là lo lắng. Chẳng hạn như là bệnh nhân bị đa chấn thương đi ha, gãy xương hay gì đó, xuất huyết, sốc mất máu. Thì các bạn, một trong những cái yếu tố mà làm nặng hơn cái tình trạng sốc của bệnh nhân đó là bệnh nhân đau đớn, dãy dụa hả? Thì những trường hợp đó bắt buộc phải cho an thần hoặc giảm đau mạnh cho bệnh nhân, để bệnh nhân giảm nhu cầu lại ha, giảm nhu cầu sử dụng oxymo lại. Rồi cái nữa là điều chỉnh các rối loạn. Thì điều chỉnh các rối loạn như hồi nãy anh trình bày rồi ha, hậu quả của toan chuyện của giảm oxy máu mô thì nó có thể là gì? Có thể là hạ đường huyết ha. Thì những trường hợp này mình sẽ phải truyền đường cho bệnh nhân. Rồi những bệnh nhân có toan chuyển hóa nặng thì như hồi nãy ở trên cũng đã nói, một trong những cái yếu tố quyết định đến sức cơ bắp cơ tim là tình trạng toan chuyển hóa.
cái là có những đứa nó toan không phải vì sốc nha, nhưng mà có gặp rồi, nó toan vì nguyên nhân khác, chẳng hạn ngộ độc hoặc là rối loạn chuyển hóa bẩm sinh gì đó, nó toan quá nó cũng ngưng tim được, chứ không nhất thiết có nghĩa là toan máu là một trong những yếu tố quyết định khá quan trọng quyết định tới tình trạng sức cơ bắp cơ tim của trẻ, cho nên phải tích cực giải quyết tình trạng toan máu cho trẻ. Thì giải quyết làm sao gì đó thì mốt lên cái bài E6, bài rối loạn toan kiềm sẽ học ha. Đồng thời nữa các biến chứng khác chẳng hạn như là có rối loạn đông máu thì phải truyền huyết tương, giảm tiểu cầu phải truyền tiểu cầu, hoặc là bệnh nhân có suy gan suy thận thì nếu mà suy thận thì sẽ phải cân nhắc có cho bệnh nhân đi lọc thận hay không, hoặc là điều trị sao đó để giảm bớt tình trạng suy thận suy gan cho bệnh nhân ha. Cái nữa là cái cuối cùng nữa là phần điều trị nguyên nhân, thì đối với lại sốc giảm thể tích thì truyền dịch là điều trị nguyên nhân của sốc giảm thể tích ha. Còn nếu mà chẳng hạn như là sốc giảm thể tích do tiêu chảy mà các tiêu chảy đó là chẳng hạn như là do nó bị lị trực trùng, nó tiêu chảy lẹt sẹt ngày 20 lần thì trường hợp đó sẽ phải xài kháng sinh kèm theo, nói chung là tùy cái nguyên nhân mà mình điều trị thôi ha. Thứ hai nữa là sốc tim thì chẳng hạn như là cái điều trị cơ bản sẽ là điều trị của tăng sức cơ bắp cơ tim bằng thuốc gây tăng sức cơ bắp cơ tim, nhưng mà chẳng hạn như là cái sốc tim này nguyên nhân nó là do viêm cơ tim, mà viêm cơ tim có thể do vi trùng hoặc do virus, nếu viêm cơ tim do virus thì sẽ phải đưa đi lọc máu thôi chứ không còn biện pháp nào khác, còn nếu như mà viêm cơ tim do vi trùng thì cũng sẽ phải là kháng sinh. Trong sốc nhiễm trùng chẳng hạn, thì chẳng hạn như là cái phần bên này chăm sóc nhiễm trùng thì điều trị nguyên nhân, thì là điều trị nguyên nhân chăm sóc nhiễm trùng thì chắc chắn dễ hiểu rồi ha, là thay kháng sinh và giải quyết ổ nhiễm trùng. Cái nguyên nhân chẳng hạn là sốc tắc nghẽn hay gì đó thì điều trị nguyên nhân của nó là sẽ phải giải quyết cái chỗ tắc nghẽn đó, chẳng hạn là nó hẹp eo động mạch chủ thì phải đẩy đi mổ khẩn hoặc là đặt stent BDA gì đó. Nếu như mà nó nếu như mà nó sốc tắc nghẽn mà chẳng hạn do nguyên nhân là chèn ép tim thì sẽ phải chọc dịch giải áp màng ngoài tim ha. Rồi thì đó là cái phần điều trị nguyên nhân gây sốc. Thì theo dõi thì đối với những đứa sốc còn đang sốc thì tốt nhất là thôi đứng kế nó luôn, đừng có đi đâu hết ha. Tại cứ mỗi năm đến 15 phút là phải đánh giá nó lại một lần, đặc biệt là sau mỗi liều đổ dịch 15 phút, có cái là 15 phút phải ra đứng đó nó lại à, cho nên thôi tốt nhất là cứ đứng gần đó luôn, đi khỏi đi đâu ha. Và cho đến khi ra sốc rồi, sinh hiệu ổn rồi thì đánh giá lại mỗi 2 đến 3 tiếng một lần trong vòng 24 giờ đầu sau khi ra sốc. Thứ hai nữa là theo dõi lượng nước tiểu. Nên là theo dõi nước tiểu ở đây là không phải ngót ra đi tiểu bao nhiêu, mà thứ nhất á là nếu như mà bệnh nhân mà có điều kiện và hợp tác thì tốt nhất là đặt sông tiểu là chính xác nhất ha. Tất nhiên là sẽ phải cân nhắc giữa cái việc mà mình mang ổ nhiễm trùng gây nhiễm trùng tiểu và cái việc theo dõi lượng nước tiểu, cái nào quan trọng hơn ha. Bằng không thì phải theo dõi lượng nước tiểu là bằng cách là bệnh nhân tiểu ra bô và lên cái bô đi đông ra cái bình để hứng cái nó tiểu được bao nhiêu thì cái đó cũng được, nói chung là cách nào cũng được cả. Rồi, và người ta nói cái lượng nước tiểu là thông số tốt nhất để điều trị, để theo dõi đánh giá hiệu quả của điều trị sốc ha. Thứ ba nữa là nếu mà bệnh nhân có đặt CVP thì phải duy trì CVP từ 6 đến 10 cm nước. Thì các bạn nhớ lưu ý nha, một số sách nước ngoài nó sẽ xài đơn vị là mm thủy ngân thì nó sẽ khác ha. Rồi HCT quay nghe nói nghe mắc cười, nói chung là theo dõi HCT mà làm tại giường á là trong trường hợp mà bệnh nhân có sốt xuất huyết hoặc là mất máu, và mục tiêu có duy trì những trường hợp này HCT trên 30% bằng cách truyền máu hay gì đó. Và cuối cùng là theo dõi các thông số khác, chẳng hạn là lắc tách máu, có nghĩa là chẳng hạn mới dùng nó mới học, cái đứa nó mới vô lắc tách máu nó đang là đang sống, lắc tách nó là 4.5, em truyền dịch cho nó trong khoảng một tiếng đầu, rồi đó em rất đậm dài vận mạch, em chờ xét nghiệm khí máu lần thứ hai, khí máu lắc tách nó về còn 2 mấy, em an tâm mày ha, điều trị có hiệu quả, điều trị ra sốc có hiệu quả ha. Rồi SCVO2 cũng vậy, cái này SCVO2 nó sẽ có vai trò quan trọng trong sốc nhiễm trùng, thì nó sẽ nằm ở phần sau trong sốc nhiễm trùng, quyết định xem có xài dobutamin hoặc truyền máu cho bệnh nhân hay không, thì thôi mốt học sốc nhiễm trùng rồi biết. Khi máu động mạch thì chắc chắn rồi, nó còn toan thì có nghĩa là bệnh nhân vẫn còn chuyển hóa yếm khí, tức là bệnh nhân tưới máu mô vẫn chưa tốt, nó hết toan thì là bệnh nhân đã có tưới máu mô tốt rồi ha. Rồi đó là những cái theo dõi. Thì dấu hiệu nào để biết bệnh nhân ra sốc? Thứ nhất là bệnh nhân tỉnh táo, mạch huyết áp CRT trở về mức bình thường, tay chân ấm trở lại, tiểu được trên 1 ml trên ký trên giờ, CVP dao động từ 10 đến 15 cm nước, MAP trên được huyết áp trung bình á là trên được 60 mm thủy ngân, SCVO2 trên 70 và lắc tách máu dưới 2. Hồi nãy cái phần điều trị còn bổ sung một cái nữa là nếu mà điều trị nguyên nhân thì nếu như mà cái điều trị nguyên nhân nó có thể thực hiện được thì mình điều trị. Nếu không được thì nhớ hội chẩn chuyên khoa khác. Chẳng hạn là gãy xương gãy gì đó chắc chắn mời ngoại xuống giải quyết rồi ha, chứ làm sao mà mình giải quyết được. Hoặc là chẳng hạn là ổ áp xe sâu thì cũng không biết được, chẳng hạn mấy ổ áp xe mà lớn á thì có thể hội chẩn ngoại để mà giải quyết, rập ổ áp xe để mà giải quyết ổ nhiễm trùng, mấy cái ví dụ vậy đó nãy quên nói vậy ha.
Rồi, hết ai hỏi gì không mấy bạn? Các bạn ơi, có ai hỏi gì về phần điều trị không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là nếu như mà chị dùng sóc vậy thì mình dinh dưỡng mình sao anh? Khoan nói lại. Là nếu như mà trẻ vô sốc như vậy thì nãy giờ mình dinh dưỡng cho trẻ sao anh? Nếu chỉ vô sốc thì sao? Cái loa nó nhỏ quá, nó không có nghe. Dạ ý là nếu như vậy thì mình dinh dưỡng cho trẻ em sao anh? Cung cấp dinh dưỡng anh. À, dinh dưỡng hả? Rồi, Dạ. thực ra trong tình trạng sốc, huyết động mạch không ổn định là bệnh nhân nhịn. Tại vì khi đó máu nuôi ruột chưa chắc có, mà mình cho nó ăn vô nữa là ruột là nó đã nói là hồi nãy trong cái bản mà cơ chế bệnh sốc là trong đó có giảm túi máu các cơ tạng, trong đó có bao gồm có ruột, và hậu quả của giảm túi máu tạng nó có thể là liệt ruột cơ năng hoặc là xuất huyết tiêu hóa, thì lúc chắc chắn đó là mình không cho nó ăn gì rồi ha. Rồi như vậy khi nào cho ăn được thì người ta nói cho ăn sớm nhất khi có, cho ăn qua đường miệng có thể sớm nhất khi có thể, nhưng phải đảm bảo là tình trạng huyết động học bệnh nhân ổn định tối thiểu là 8 đến 12 tiếng ha. Như vậy thì trong giai đoạn sốc đó thì dinh dưỡng sao? Rồi thì khi đó phải dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch nha, không dinh dưỡng qua đường tiêu hóa. Nhưng nếu như bệnh nhân ra sốc rồi mà chưa đến 8-12 tiếng thì trong thời gian chờ đó sẽ phải dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Rồi, ai hỏi gì nữa? Anh ở trong cái sốc tim á, là anh có nói là giảm hợp tại là quan trọng trong điều trị. Về bệnh nhân mà có sốc tim mà có tụt huyết áp nữa thì mình có dùng co mạch để tăng huyết áp không? Rồi. Thứ nhất, muốn nói về điều trị sốc tim á, thì nó là một cái bài riêng. Rồi nhưng mà vậy nè, sốc tim thì đúng là hậu tải, giảm hậu tải thì có vai trò quan trọng. Nhưng cái slide, anh còn chiếu slide các bạn còn thấy không? Rồi, cái slide chỗ điều trị chỗ này. Ha, thì các bạn thấy giảm áp slot nhiều rủi ro. Như vậy rõ ràng là nếu mà bệnh nhân sốc tim có tụt huyết áp thì không có ai ngu lại đi giảm làm cái đi xài các thuốc giãn mạch cho nó tụt huyết áp thêm cả. Cái đó là cái việc logic thôi, không ai làm. Cho nên chừng nào mà em thấy bệnh nhân sốc tim mà bệnh nhân huyết áp tăng thì trường hợp đó em sẽ phải giải quyết tình trạng tăng huyết áp cho bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân huyết áp giảm tụt thì chắc các bạn sẽ phải xài các thuốc co mạch rồi ha. Cái này không có gì, cái này là cái việc đương nhiên. Nói chung là điều trị sốc á, là điều trị cái cơ, là điều trị cái mặt, về mặt tư duy logic của mình á, là mình điều trị dựa theo cái hình này ha. Mình điều trị dựa theo cái hình điều trị sốc này, chỗ nào mình làm được cái gì và cái cơ chế sốc nó ảnh hưởng đến chỗ nào thì mình điều trị theo cái chỗ đó. Rồi ai hỏi gì nữa? Dạ anh ơi, cái CBB thì khi nào Em có thể nói to hơn được không? Dạ, cái CBB thì khi nào mình đặt để mình theo dõi nha? Cái CBB khi nào mình đặt để mình theo dõi? À rồi, thứ nhất CBB á, thì đó là áp lực tĩnh mạch trung tâm ha. Cái vị trí đầu dò, cái vị trí cái đầu của cái đo áp lực đó, nó sẽ vào đến khoảng tĩnh mạch chủ trên, chỗ đổ vô cái mạch chủ trên vào nhĩ phải, tĩnh mạch chủ dưới vào nhĩ phải. Thì khi nào mình làm? Thứ nhất, khi mà em sợ bệnh nhân quá tải, đúng không? Nghĩa là trong vòng em đổ 20 kg đầu chắc chắn là không có thằng nào quá tải đâu, trừ khi nó sốc tim. Nhưng mà bắt đầu em đổ liều thứ hai nó vẫn không ra sốc rồi thì thôi em bắt đầu em cân nhắc, em sợ nó quá tải em bắt đầu em cân nhắc em đặt CBB ha. Hoặc là đến liều thứ hai em kéo lắm, em kéo liều thứ ba, rồi sau đó nếu bệnh nhân vẫn còn sốc và em không biết là bây giờ nó đã đủ dịch tiền hậu tiền tải đã đủ hay chưa thì trường hợp đó bắt buộc em phải đặt CBB để em theo dõi. Nhưng mà nên nhớ CBB nó không có tương quan trực tiếp với, nó không có tương quan nhưng mà tương quan không mạnh đối với lại tiền tải, và thứ hai nữa là có những trường hợp đặc biệt sẽ khiến cho CBB không có giá trị ha. Rồi em có thỏa mãn không, anh trả lời gì có thỏa mãn không? Rồi im luôn rồi không thấy trả lời luôn. Dạ như vậy thì nếu mà những cái trường hợp này không có tương quan vậy thì nếu mà sợ bệnh nhân quá tải thì làm như thế nào? Thì lúc đó thứ nhất, tại bây giờ ra CBB, cái vai trò của CBB người ta cũng giảm đi nhiều, bây giờ người ta sẽ chủ yếu vào siêu âm cấp cứu, mà siêu âm cấp cứu thì nó không có nằm trong mục tiêu của không có nằm trong mục tiêu của Y6, của Y5 cũng như của Y6 luôn, cho nên anh không trình bày. Thì thật ra ngoài CBB ra thì còn biện pháp nữa nào để theo dõi đánh giá tiền tải nữa hay không thì có siêu âm rất dễ.
Thứ hai nữa là những cái thiết bị đo huyết động mạch cao hơn, chẳng hạn là động mạch phân tích cái BBV, cái sự dao động của sóng mạch để mà đánh giá xem tiền tải nó đủ hay chưa. Nói chung có nhiều biện pháp khác rồi, nhưng mà những cái đó cao siêu lắm, không có dành cho i56. Rồi còn không nữa, nếu mà giờ không có gì hết, chẳng hạn cái bệnh viện sau này em về làm nó không có cái máy móc hỉ ho cò gái gì hết, có mỗi bàn tay và trí óc thôi, thì cái đó em cứ đổ đến khoảng 50-60 ml/kg gì rồi mà nó vẫn không đủ thì thôi em đừng có dạy dột gì, em đổ lên 80, em đổ thử liều 10 trong vòng 15 phút, ủa 10 trong vòng 20-30 phút thử. Đổ xong mà em thấy bắt đầu nó có ranh phổi, bắt đầu gan to, thấy nó thở nặng nhọc hơn thì thôi dừng lại. Hiểu không? Thì lúc đó mình sẽ phải đánh giá. Nếu như mà không có phương pháp nào khác để đánh giá thì em sẽ phải test dịch. Nói chung là đánh giá trên lâm sàng như vậy là đủ hay chưa? Và đổ nhín thử. Vậy thôi chứ còn cách nào nữa giờ. Ha, rồi. Rồi, ai hỏi gì tiếp theo? Dạ, anh ơi, cho anh hỏi là nếu mà trẻ vô mà có thể trà trẻ có thể trạng mọc thừa cân đó, thì hoặc là suy dinh dưỡng thì mình chưa lại trừ được cái sốc điện thể tích với cái sốc tim đó, thì lúc đó mình truyền dịch thì có ảnh hưởng trẻ. Rồi, cái câu của em. Dạ. Rồi, hỏi gì nữa? Gì nữa không? Không hả? Rồi thì cái câu của em á, thứ nhất là nó sẽ gồm có hai vế, là ở những đứa thừa cân thì sao, đúng không? Và ở những đứa suy dinh dưỡng thì sao? Thì và thứ hai nữa là sốc tim với lại sốc giảm thể tích sao phân biệt. Rồi. Thứ nhất á là ở những đứa béo phì thì cái việc mình lựa chọn dịch liều dịch gì đó là theo cân nặng lý tưởng của bệnh nhân hết nha. Rồi. Ở những đứa suy dinh dưỡng thì cái việc truyền dịch nó sẽ nằm trong cái bài điều trị sốc ở trẻ suy dinh dưỡng, thì nó sẽ nằm trong, không nằm trong mục tiêu của i56, mà nhìn chung những đứa suy dinh giảm thì đừng truyền dịch quá mạnh bạo, tại vì bản thân những đứa suy dinh dưỡng nó sẽ thường có suy tim kèm theo, cho nên những đứa suy dinh dưỡng thì truyền dịch chậm chậm thôi nha, không chẳng hạn như là 10 trong vòng 30 phút ha, chứ không có truyền liều cao. Rồi và thứ hai nữa là giờ những đứa đó vô vậy rồi sao phân biệt giữa sốc nhiễm trùng với sốc tim, thì tất cả là phải dựa vào bệnh sử, chẳng hạn một cái thằng nó sốt 5-6 ủa đồng sốc tiêu chảy giảm thể tích, nói gì sốc giảm thể tích hay là sốc tim, chẳng hạn như là một cái hàng nó sốt 5-6 ngày vô nó đau ngực với mình thì rõ ràng là nó nghĩ nhiều khả năng nó vô sốc tim chứ làm sao không có tiêu chảy vậy, làm sao sốc giảm thể tích, đúng không? Còn những thằng nó vô nó không có hết thì nó tiêu chảy ngày 3-40 lần, nó vô có dấu mắc chủng lừ đừ, dấu béo da mất chậm rõ ràng luôn thì nó chắc chắn là sốc giảm thể tích rồi chứ còn gì nữa. Còn trong trường hợp em băn khoăn em không biết nó là cái hàng bệnh sử nó trùng lắp quá, cái hàng một cái thằng vô nó vừa tiêu chảy, nó vừa có than đau ngực, giờ không biết nó gì, thì giờ em vô em chỉ còn, nếu vậy thì chỉ có hai cách, không phải hai cách, nói chung có nhiều cách nhưng mà phổ biến nhất ở mình, nếu mình có máy siêu âm, mình siêu âm tim cấp cứu, ở đây cũng không nằm trong mục tiêu. Còn không nữa, nếu không có máy gì hết thì mình vừa nãy nói test dịch, em sẽ đổ 5-10 ml/kg trong vòng 15, trong vòng 20-30 phút sau mỗi liều đổ, em đánh giá xem là bệnh nhân có cải thiện sốc hay không, và thứ hai là bệnh nhân có quá tải hay không. Nếu không, một nhát không ra em đổ thêm nhát thứ hai, thì tại vì em đổ 10 trong 30 phút á thì nó cũng giống như là em đổ 20 trong vòng giờ thôi ha, nhưng mà em đổ với liều thấp và theo dõi sát để em đánh giá xem bệnh nhân có đáp ứng với dịch hay không. Rồi còn bây giờ thì ở khoa, ở cấp cứu bệnh viện mình thì có máy siêu âm thì khỏe rồi, vô siêu âm cái biết liền ha. Rồi tiếp. Thật ra cái câu hỏi của em mà cái mà mình hay thường phải gặp băn khoăn á, tại vì thường sốc tim đồ này nọ nó thường không, nó thường dễ, nó thường nói chung là sốc tim nó quá rõ ràng á thì nó sẽ vô rất dễ phân biệt, không cần phải phân biệt với cái gì hết. Còn nếu như mà nó sốc tim mà nó trùng lắp á thì thường là cực kỳ khó phân biệt. Nghĩa là nghĩa là đùng cái tiện nó vô nó sốc tim mà chứ nó không có gì gợi ý để mà mình nghĩ nó sốc tim để phân biệt luôn. Còn cái mà mình hay thường phải phân biệt á là mình phải phân biệt giữa sốc giảm thể tích và sốc nhiễm trùng, là hay thường gặp hơn sốt kèm theo tiêu chảy. Thì cái phân biệt giữa sốc giảm thể tích và sốc nhiễm trùng đó hồi nãy trong slide cũng có nói rồi, là cái kiểu sốc giảm thể tích á thì thường là bệnh nhân sẽ có co mạch ngoại biên, sẽ thường có chi lạnh mát gì hay CRT kéo dài, da nổi bông rõ ràng, huyết áp kẹp ha, hoặc là tuột hoặc là kẹp. Còn nếu mà những cái đứa mà nó sốc nhiễm trùng á, thường là do độc tố của vi khuẩn á, thường nó sẽ mất cái cơ chế điều hòa của co mạch ngoại vi đi, thì nó thường nó sẽ vô với bệnh cảnh là sốc sốc nóng ha. Rồi nhưng thật ra sốc nhiễm trùng ở trẻ em cũng thường gặp sốc lạnh hơn là sốc nóng. Rồi hay hỏi gì nữa, tức là anh cho em hỏi thêm là cái chỗ mà cái hiệu áp rộng ở trong cái sốc nóng anh là bao nhiêu, và cái thằng sốc lạnh ở hiệu áp kẹp là bao nhiêu, ở sách em đọc là 20 200.
Huyết áp kẹp á thì chính xác định huyết áp kẹp là dưới 20 mm thủy ngân ha. Một số thầy cô thì có chia rộng lên xíu là kẹp nhẹ là dưới 25 và kẹp nặng là dưới 10 nữa ha. Thì sao cũng được, thì nói chung là dưới 20 là kẹp rồi đó. Một số người thì lấy kẹp nhẹ là 25, một số người thì có chia ra thêm kẹp nặng là dưới 10. Còn hiệu áp dao động, còn hiệu áp rộng á thì thật ra không có định nghĩa hiệu áp rộng là bao nhiêu. Thường trên lâm sàng em thấy một đứa mà nó tụt huyết áp tâm trương, chẳng hạn là huyết áp tâm thu được 90, huyết áp tâm trương nó có 30, thì thường nó gọi là hiệu áp rộng. Mà hình như thôi anh nhân đó giờ anh không chưa giờ nghe định nghĩa hiệu áp rộng là bao nhiêu. Rồi thì anh biết được vậy anh trả lời vậy thôi. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Rồi nếu không ai thắc mắc gì á thì cái file PDF hồi nãy anh gửi cho mấy bạn á là cái file mà đang soạn nửa chừng, nói chung là sẽ còn chèn hình ảnh đồ vô minh họa vô nó cho nó đẹp. Nhưng mà dự kiến là sẽ đóng một cái môn bút chơi i5 á là sẽ làm bằng cái bài đó luôn. Trên về gì đó chịu khó nghiên cứu cái bài đó ha. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Thì nếu mà các bạn muốn đọc rộng thêm về sóc ở trẻ em á. Đi đâu vậy con? Mới đọc rộng hơn về sóc ở trẻ em á thì thực ra cho anh tí. Hay giảng ở bệnh viện cổ quá thì có đứa con nít nó mở cửa nó đi vô. Cái gì ta? Đang nói gì vậy? Nếu mà các bạn muốn đọc thêm á thì thứ nhất cái bài sóc chung chung á thì các bạn đọc trong sóc cái bài sóc của quyển sách đại học y dược cũng được. Còn không thì cái bài sách nước ngoài thì các bạn có thể đọc trong Nelson, đọc trong Harris Land, mấy bài sóc quyển nào cũng được cả. Rồi. Rồi, ai hỏi gì nữa không? Thực tế là giảng nhanh quá không hiểu gì hết để hỏi. Rồi thôi thì nhớ nhưng mà không ai hỏi gì nữa hết thì thứ năm mình còn một cái bài siêu hấp nữa. Thì nếu như mà các bạn về ngập nghiên cứu gì đó, nếu mà đọc thấy có câu hỏi gì cần thắc mắc á thì hôm thứ năm mà hỏi về bài sóc cũng được ha. Rồi rồi vậy thôi hen, hẹn các bạn vào thứ năm. Bye bye. Dạ em chào anh.